Lưu hoàng đế 600 năm tuổi, ngạ giá 10 tỷ, đại gia Thượng Hải bị từ chối. Cây lưu 600 năm tuổi, được mệnh danh là lưu hoàng đế. Đang có đại gia Thượng Hải, trả giá lên tới 10 tỷ đồng, nhưng chủ nhân của cây này quyết không bán. Ông Lê Minh, chủ vườn cây cảnh lớn ở Sapa, Lào Cai cho biết, đây là một trong những cây cảnh được ông quý nhất trong vườn của mình. Và chưa có ý định bán đi, dù khách đã trả giá cao, đến cả chục tỷ đồng, thậm chí hơn thế. Ông chia sẻ, đây là cây lựu được một người Hmông phát hiện ra trên núi đá ở Tây Bắc. Khi tìm thấy chúng, là cả một quần thể, lên tới hơn chục cây. Tuy nhiên, đa phần là cây lựu gốc nhỏ hơn, với đường kính hơn 10-15cm, chỉ duy nhất có một cây gốc khủng. Người này cũng đánh thử những cây lựu nhỏ về trồng, nhưng do không có kỹ thuật nên cây thường bị chết. Sau đó, ông được mời lên xem cây, vì họ có ý định bán cho ông. Mới lên, nhìn thấy cây lựu này tôi mê luôn. Cây có chiều cao 2,5m, tán rộng tới 3m, đường kính gốc lên tới 80cm. Phần thân cây có những vết vằn vện xoắn vào nhau, như thể hiện cây đã trải qua nhiều trận phong ba bão táp. Song, ông phải thừa nhận, vì cây khủng lại nằm trên vách núi, nên để đưa được cây về không phải là chuyện dễ dàng gì. Ông Minh cho hay, năm 2010, ông lên đó bắt đầu cắt tỉa rễ lớn, truyền dịch cho cây đều đặn trong suốt 2 năm trời. Ông lấy kim cắm truyền dịch thẳng cho cây như truyền đạm cho người bệnh. Mỗi bịch truyền có giá tới 200.000 đồng. Đến năm 2012, cây bắt đầu hồi phục ra rễ phụ sau khi bị cắt rễ chính đi. Hoàn thành việc đốn tỉa rễ, ông bắt đầu bứng cây đem về Sapa. Quá trình vận chuyển cây cũng không dễ dàng gì, ông phải thuê cả chục người thợ khiêng cây, với khoảng thời gian đưa từ vách đá xuống dưới đường lớn mất tới chục ngày liên tục. Đến nay, sau 6 năm đưa về Sapa, trồng trong chậu cảnh đặt ở khu vườn cây cảnh trong nhà, cây lựu đã phát triển tốt, cho hoa và quả đều đặn mỗi năm. Đặc biệt, quả lựu khi chín vỏ đỏ, hạt lựu cũng rất đỏ, ăn cực kỳ thơm ngon. Với cây lựu đường kính gốc lên tới 80cm như thế này thì tuổi đời của nó phải đến 300 năm tuổi. Song, một số khách đến xem cây và hỏi mua nhận định, cây lựu sống trên vách đá treo leo, không phải trồng ở đất vườn bình thường, chất dinh dưỡng nuôi cây không có. Đặc biệt, lại phải chống chọi với thời tiết phong ba bão táp khắc nghiệt thì cây phải có tuổi đời khoảng 600 năm mới có đường kính gốc khủng lên tới 80cm như thế này. Theo ông Minh, lựu ở Việt Nam giờ thường chỉ có đường kính gốc dưới 20cm, loại 30-40cm, cực kỳ hiếm. Bên Trung Quốc, ông cũng đã đi nhiều, cây đường kính gốc lớn nhất ở bên đó, ông thấy mới lên tới 40cm. Trong khi, cây lựu mà ông cất giấu ở trong vườn 6 năm nay có đường kính gốc lên tới 80cm, thuộc cây khủng nhất hiện nay. Thế nên, một số khách tới xem và có ý ngỏ mua cây lựu này đều gọi cây là lựu hoàng đế. Khách Thượng Hải có trả giá 10 tỷ rồi, nhưng tôi không bán, kể cả có trả giá cao hơn nữa, tôi cũng từ chối. Bởi cây này không những là cây cổ, nó còn là giống lựu quý và cho quả thơm ngon, nên tôi muốn giữ lại chơi, ông chia sẻ. Cặp lựu cổ 200 năm tuổi giá 6 tỷ, đại gia quyết không bán cho Trung Quốc. Một cây lựu quả có tuổi đời 200 năm, một cây lựu hành cũng đã trên 100 năm tuổi của đại gia Sapa có tiếng trong giới chơi cây cảnh, đang được khách trả giá tới hơn 6 tỷ đồng, nhưng ông không bán. Ông Lê Văn Minh, chủ một vườn cây cảnh ở Sapa, Lào Cai chia sẻ, lựu thường được chia làm hai loại là lựu hành và lựu quả. Với lựu quả thì người ta thường chơi quả, lấy quả ăn. Với đặc điểm là hoa đơn, nhỏ, đường kính chỉ tầm 3-4cm, nhìn không đẹp nhưng quả lại khá to. Trong khi lựu hành là lựu chơi hoa với đặc điểm hoa màu đỏ khá to, đường kính bông hoa thường từ 8-9cm, đặc điểm lựu hành chỉ chơi hoa nên cành lựu hành thế võng rất đẹp. So với cây lựu quả thì lựu hành hiếm hơn rất nhiều, bởi lựu hành có đường kính gốc trên 10cm, thường được thương lái Trung Quốc thu mua đem về nước. Theo đó, ở các vùng miền, nhà nào may mắn còn giữ lại được những cây lựu hành vài chục năm tuổi thì đường kính gốc khoảng 5-8cm, tuy nhiên số này cũng không còn nhiều. Chỉ vào hai gốc lựu trong vườn của mình, ông Minh tiết lộ cây lựu hành của ông có tuổi đời đã trên 100 năm, đường kính gốc lên tới 29cm, còn cây lựu quả gốc khủng hơn nhiều vì đã trên 200 năm tuổi. Đây là cặp lựu cổ ít người có, khách Hồng Kông và Trung Quốc
cứ vài tháng lại sang hỏi mua một lần với giá lên tới 6,1 tỷ đồng. Nhưng tôi đều lắc đầu không bán. Ông tiết lộ không bán không phải vì họ trả giá thấp mà vì ông thích giữ lại, không phải vì tiền nhiều mà bán cho khách Trung Quốc hay khách nước ngoài. Theo ông Minh, sau này có thể ông sẽ bán hai cây lựu cổ cho khách chơi người Việt Nam, còn hiện giờ hai cây lựu cổ này vẫn được trồng trong góc vườn ông đang tìm mua chậu cành cổ để đánh đưa cây vào trồng trong chậu chơi. Cây ổi giáng, long cuốn thủy, giá gần 100 triệu đồng có gì đặc biệt? Một cây ổi găng với giáng cực độc, có tuổi đời lên đến hơn 50 năm, và đang được chủ nhân của nó giao bán với mức giá gần 100 triệu đồng. Cây ổi nói trên hiện đang thuộc quyền sở hữu của ông Hoàng Văn Minh, 54 tuổi, ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Hiện, cây kiểng độc đáo này đang được nhiều đại gia ở một số tỉnh chú ý và đến thăm xem cây và hỏi mua. Theo ông Minh, hiện đã có một số khách trả giá cây ổi kiểng gần 70 triệu đồng. Nhưng ông chưa muốn bán, mà chờ được giá cao hơn, gia đình mới xuất vườn. Nói về quá trình chơi cây, ông Minh cho hay, cây ổi này được ông mua về, và phải mất đến hơn 10 năm, chăm sóc, tạo tán, đến giờ cây mới đẹp được như hiện tại. Mua được cây, cũng tốn kém không ít, cả về tiền bạc lẫn nhiều thời gian, công sức, ông Minh nhớ lại. Cũng theo ông Minh, đây là một cây ổi găng, quả nhỏ đều và sai chữ. Cây cao khoảng gần 1 mét, tán rộng khoảng 1,5 m, bộ rễ ôm mặt chậu, như cây cổ thụ thiên nhiên thu nhỏ. Kế cổ thụ, kết một vi sơn, hiếm có ở Việt Nam, giá 6 tỷ đẹp cỡ nào. Chủ nhân của siêu phẩm này cho biết, cây khế của anh là dòng khế ta, chứ không phải là dòng khế gân. Khế gân hiện ở Việt Nam có một số cây, với tuổi đời trên 300 năm. Nhưng khế ta thì cây này được coi là của hiếm. Cây khế cổ này có thân mốc xù xì, u nổi, các cành đan xen vào nhau, nhìn như một ngọn núi, nên nó có tên kết một vi sơn. Anh Toàn nói, thân cây khế cổ thụ của anh Toàn mốc xù xì, chứng tỏ cây đã nhiều năm tuổi. Phần ngọn cây nhỏ dần, trông giống một ngọn núi. Thời gian vừa qua, có nhiều đại gia trong giới chơi cây biết đến và trả hơn 6 tỷ đồng. Nhưng tôi chưa bán, vì nghĩ, mình có duyên với cây. Tôi không muốn bán, chỉ muốn giữ lại, và đưa đi trưng bày các nơi cho mọi người chiêm ngưỡng. Anh Toàn chia sẻ, gốc cây to một người lớn ôm không xuể, xù xì, nổi u khụp. Phần gốc cây và phần thân cây phía trên được phân rõ ràng, bởi các cành cây mọc chìa ra xung quanh. Chiếc chậu nuôi cây khế cổ thụ cũng được anh Toàn thiết kế rất cầu kỳ và đẹp. Anh Toàn cho biết, các cành của khế mọc ra từ thân cây, phân phối hợp lý, chứng tỏ các nghệ nhân xưa mất rất nhiều công sức chế tạo, uốn nắn. Đây là cây khế số 1 Việt Nam hiện giờ, anh Toàn nói. Dù đã nhiều tuổi cổ thụ, nhưng cây khế kiểng trên của anh Toàn vẫn cho quả nhiều. Nhiều cây trung dáng kỳ quái giá bạc tỷ xuất hiện ở Hà Nội. Để có dáng thế kỳ quái, những cây rung này được bàn tay nghệ nhân kỳ công tạo tác, uốn nắn từ khi còn nhỏ. Tác phẩm Vàng Lộc Đa Rung của anh Đỗ Văn Huy, Quốc Oai, Hà Nội, tại triển lãm cây cảnh huyện Quốc Oai khiến nhiều người ngạc nhiên bởi cây nhìn giống như cây xanh. Theo anh Huy, một lần đi mua cây rung, anh nhìn thấy cây rung này ở một nhà vườn, cứ đứng ngắm mãi, qua vài lần thương lượng, chủ nhân của cây mới đồng ý bán. Tác phẩm có chiều cao 1,7 m, đường kính gốc 0,7 m, bộ rễ tỏa đều các hướng như cây cổ thụ ngoài tự nhiên, thân cành lá quả đều được tạo tác theo lối bonsai với tỷ lệ hài hòa cân đối. Tay cành được cắt giật tỉ mỉ, bông dâm tạo thành những tản vân nghệ thuật. Để sở hữu một tác phẩm như thế này rất khó khăn nên tôi phải bỏ ra một số tiền rất lớn để thuyết phục chủ nhân bán cây. Hiện cây rung này có giá gần 1 tỷ đồng, anh Huy nói. Cây rung của anh Phan Văn Toàn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ được đánh giá là cây rung đẳng cấp. Theo anh Toàn, tìm được một cây rung có dáng thế, bộ rễ như thế này ở Việt Nam rất khó, bởi cây này được tạo tác từ nhỏ, cây rung có tuổi đời trên 100 năm. Chủ nhân của tác phẩm cho biết cây rung này có nguồn gốc từ đất Tuyên Quang của một ông giáo chuyên trồng và tạo tác rung, nên ông làm rung rất đẹp.
tác phẩm đẹp từ bồ rễ đến tay cành quả ra quanh năm. Tôi mua cây rung này cách đây hơn chục năm với giá hơn 1 tỷ đồng. Rất nhiều đoàn đến tham quan họ đều ngạc nhiên bởi tác phẩm đẹp từ rễ lên ngọn. Cây có bộ rễ như vậy vì được trồng và uống nắng từ nhỏ, anh Toàn nói. Một cây rung to lớn có hình dáng kỳ quái của ông Phạm Minh Châu, Nam Định. Theo chủ nhân của tác phẩm, cây có tuổi đời vài trăm năm. Thân cây xù xì, nổi u cục, điểm đặc biệt là bộ rễ của cây xoắn lại tạo một khoảng lớn dưới thân cây,